ខ្ញុំបានកើតបន្ទាប់ពីសម័យប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1980ហើយពេលហ្នឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំគឺមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ហើយសម្រេចយំរបស់ប្រជាជនរបស់ស្ត្រីរបស់កុមារ bên chung từ lọ mà sọc mai với nhà tên nâng áp bộ bao nhóm có riêng ca bộ phần mười tiệt mình tham miên ai cả lang sản phẩm chi vật mà đai khi nhóm rưu miên ai cả lang sản phẩm chi vật nhóm thế cứ quạt ọt khoản quạt chụp từ tu khó trời chân thôi ca chỉ ca mà co sầm nong chung môi hình mà đai bao nhóm hai giờ kia để nhóm thôi nâng cứ sản phẩm của ma cũng phì nhóm miền bộ chi mui để nhóm riêng tẹt tôn tận nâng cá bắt từng kịch play trận rồi bảo bị chia chôn cái bê sừng cream á chắc nhóm chập ở rầm cá nâng chắc tam dịch chỉ vật bảo nhóm cứ nhóm yul thuê nhóm ai yul làm bơ khơi nhóm pi tha đầm rơi cá rồi bảo phụ quạt nhóm bảy ta quạt rơi cá ấy nước nông chỉ vật bảo quạt chia cụ má hay nên chia sợi trời chắc nhóm mà đã pi làm bay nâng sầm pi nhóm cả ban cho thuê chỉ nệp kêu cho bảo từ bông sầm rạp cụ má nước nông hà cá phơ ca chỉ mui đang sợi cột mà đại miên bị bạc bẹp nắng cứ chỉ cái đây sầm mày bao nhiêu tăng bị đau mà về đây chỉ vật kê cho mau đồng bốn kê ở miên ấy sợ mình đại miên cái đây sầm mày ở miên sừng khấm chẳng đâu về đây nhom mơ khơi ông pi sẽ cái đây sừng khấm hai nâng nam nhường nhầm đã pin đòi từng lúc chặt rụng bò sợi dây nâng cột má sầm rập anh nào cột rụng bò kế cứ vì chia sức đầy ấm nò bất bật cọt bỏ nhầm. Nhóm khai chìa, nhóm sọc thằng ngay đi, cứ mặt ai nhóm. Chùi đòi thiệp smart trăng, đòi mình chong bàn tà lọc màu vinh. Nhưng chìa vật bỏ cọt cứ bất chìa miên ở tập bồn, nó không chìa vật bỏ nhóm. Rồi hốt đòi sọc thằng ngay đi. Mặt ai nhóm chìa, vì rẽ bỏ rõ xâm lạp chìa vật nhóm.